Vâng, xin chào các bạn, tôi là Hùng, giảng viên Học viện Gizento. Chào mừng các bạn đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ lên cái phương án giằng móng. Đó, giằng móng cho công trình. Ok ạ. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra giằng móng trước. Chúng ta kéo xuống này. Kéo xuống này. Đó, KC12. Giằng móng này, cao 800 này. 800, chúng ta kéo lên mặt bằng trước. Rồi, chúng ta có giằng móng à. GM3 400-800 này, GM1 400-800 này, GM2 400-800 này, GM5 này, đây GM1A đó. Rồi, giằng móng của chúng ta kích thước chung đây là 400-800 đúng không? Ok. Rồi chúng ta vào Revit này, chúng ta vào mặt bằng đài móng này, mặt bằng đài móng này. Để vẽ giằng móng này, chúng ta vào structure beam này. Đó, chúng ta chọn beam. Rồi chúng ta chọn. Rồi tại đây chúng ta sẽ tạo nhé. Tạo edit này, mọi người kích vào edit tile. W kết lên này. W kết để chúng ta tạo giằng móng mới này. Chúng ta đặt tên luôn là GM 400 x 800. Ok. Rồi chiều rộng này 400 này, H là 800 này. Đó. Ok, cao độ rồi. Cao độ thì chúng ta chỉnh sau. Rồi tại đây chúng ta sẽ kéo này. Chúng ta chọn này. Chúng ta sẽ kéo và chúng ta align sau. Rồi chúng ta kiểm tra xem giằng móng của chúng ta đâu rồi. Đó, cao độ. Rồi, offset này. Đó, Z offset này đang là 1600 này, 1600 này, chúng ta để xuống là 800 800. Đó, rồi chúng ta lại vào mặt bằng đài cọc này. Đó, 800 này, chúng ta kéo này. Ok, sau đó chúng ta online AL. Đó, rồi tiếp tục này, chọn này, chuột phải này, Grid Similar này, chúng ta kéo. Đó. Rồi chúng ta cứ kéo và chúng ta sẽ online sau. Rồi tại đây chúng ta sẽ online AL. Đó. Map này. Online. Đó, tab này. Đó, đài móng. Rồi, chúng ta xem còn đài nào nữa. À, giằng móng. Rồi, chúng ta còn giằng 400-800 này. Giữa này. Đó. Rồi chúng ta còn GM1 này, GM4 này, GM3 này. Chúng ta coi viết sinh nơi. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi để chúng ta di chuyển nó này. Di chuyển bằng các phím trên trên bàn phím này, trái phải, hoặc chúng ta giữ chuột trái, chúng ta kéo thôi. Rồi chúng ta đi, đi, đi. Đó, đi một cạnh thì chúng ta kích vào răng móng này, 100 này. Đó, tương tự, đi, táp trục này, táp vào đây, 100 này. Đó. Rồi chúng ta còn răng móng này. Mép ngoài.